Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quinta, tin tức ngày 1 tháng 9 năm 2021, cái nội dung chính sau đây. Có 16 ca mắc Covid-19 tại một đám tang, Thanh Hóa cách ly xã hội thêm một huyện. Và theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, trong 2 ngày tại huyện Nga Sơn liên tiếp ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, đều liên quan tới một đám tang, tỉnh Thanh Hóa quyết định cách ly huyện này 15 ngày. Khuya ngày 31 tháng 8, ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong 2 ngày qua là 30-31 tháng 8 tại huyện này lên tới 16 trường hợp. 13 ca Covid-19 trong ngày 31 tháng 8 đều ngụ ở tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, tất cả đều liên quan tới một đám tang có 3 ca mắc Covid-19 trong ngày 30 tháng 8. Đám tang này diễn ra vào ngày 26 tháng 8. Trước đó, qua điều tra truy vết những người có liên quan tới chùm ca mắc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực thành phố Thanh Hóa, huyện Nga Sơn đã truy vết được nhiều trường hợp từng đến bệnh viện này điều trị, chăm sóc người thân từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 nên đã thực hiện các xét nghiệm. Đến tối ngày 30 tháng 8, thì huyện Nga Sơn đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 liên quan tới một đám tang tại tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, diễn ra hôm ngày 26 tháng 8. Trong đó, một người phụ nữ 61 tuổi đã được xác định là ca bệnh chỉ điểm có chăm chồng tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp lực. Và để kịp thời ngăn chặn việc lây nhiễm Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Nga Sơn hơn 155.000 dân. Và theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 31 tháng 8 và thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 tiểu khu thuộc thị trấn Nga Sơn. Thời gian cách ly bắt đầu từ 6 giờ ngày 31 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên thì đến tối ngày 31 tháng 8, huyện Nga Sơn tiếp tục ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, tất cả những người này đều là F1 liên quan tới đám tang ở tiểu khu Long Khang. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, khuya ngày 31 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3397/UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn huyện Nga Sơn trong ngày 15 ngày theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Y tế và các ngành đơn vị liên quan chỉ đạo phối hợp với hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn khẩn trương thực hiện phong tỏa toàn bộ địa bàn huyện Nga Sơn, yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó, tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn huyện Nga Sơn trừ các hoạt động công vụ, y tế và các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép, và giao Sở Y tế chủ trì căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid-19 diện rộng trên địa bàn huyện Nga Sơn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, trước hết là các cơ quan đơn vị địa bàn có ca dương tính với SARS-CoV-2. Và đó là thông tin ngày 1 tháng 9 năm 2021, và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi, và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.